tự ngàn xưa, sông Mekong đã là một phần cuộc sống của các quốc gia Đông Nam Á. Dòng sông Mẹ là mạch nguồn sự sống, bao dung, miệt mài, nuôi dưỡng biết bao vùng đất, cộng đồng và các nền văn minh. Sông không chỉ là sinh kế mà còn là trầm tích bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc. Ngày nay, Mekong là một trong những dòng sông chịu tác động tiêu cực lớn nhất của biến đổi khí hậu. Mưa lũ, hạn hán, nguồn nước cạn kiệt, tác động của các dự án thủy điện đã và đang trở thành mối đe dọa hiện hữu. Câu hỏi lớn, giải pháp thích ứng, cơ hội phát triển của các quốc gia là gì? Đời sống hàng triệu người dân thay đổi ra sao? Một ký sự dài 7 tập được thực hiện đồng thời ở 3 quốc gia Việt Nam, Lào và Campuchia mang tên Chuyện Hạ Nguồn Mekong do báo Nông nghiệp Việt Nam thực hiện, phần nào sẽ trả lời. Từ cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An, đoàn làm phim báo Nông nghiệp Việt Nam bắt đầu cuộc hành trình vạn dặm qua dãy Trường Sơn đến với đất nước Lào tươi đẹp. Sông Mekong từ chảy vào đất nước Lào tại bản Bắc Nam La, tỉnh Luân Nam Tha, biên giới Trung Quốc. Sau cuộc hành trình mấy trăm cây số, dòng sông chia tay đất nước Triệu Voi ở bản Ôn Sam, tỉnh Champasak, chảy sang Vương quốc Campuchia. Giống như các quốc gia khác ở khu vực hạ nguồn dòng chảy, bao đời nay người Lào xem Mekong như dòng sữa mẹ, nuôi sống những vùng đất, con người. Thiên nhiên biến đổi, dòng sữa ấy đang ngày càng cạn kiệt, đòi hỏi mỗi quốc gia phải thay đổi để vươn lên. Xứ sở Triệu Voi chính là quốc gia đang chuyển mình mạnh mẽ. Trong chiến lược phát triển mới của Lào, mặc dù vẫn xác định phát triển nông nghiệp là chủ đạo, tuy nhiên người Lào đã hình thành triết lý ưu tiên phát triển. Đó là đột phá giao thông, mang theo khát vọng trở thành trung tâm logistics của khu vực Đông Nam Á. Chính phủ Lào đã xác định đầu tư phát triển giao thông để tạo bước đột phá, khơi thông tiềm năng, lợi thế của các lĩnh vực khác như nông nghiệp, du lịch. Mặc dù vẫn còn những khó khăn, hạn chế về nguồn lực, nhà đầu tư, tuy nhiên, đây là chiến lược đúng đắn để phát triển đất nước Lào, trở thành trung tâm kết nối khu vực và thị trường Trung Quốc. Đây là nhà ga Viêng Chăn, điểm đầu tuyến đường sắt cao tốc nối đến Công Minh, trung tâm tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Sau nhiều thế kỷ, Lào là quốc gia có giao thông hạn chế nhất khu vực. Tuy nhiên giờ đây, họ lại đang sở hữu tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của Đông Nam Á. Sau hơn 5 năm thi công, tháng 12 năm 2021, đường sắt cao tốc dài 1.035 km nối thủ đô Viêng Chăn đến Công Minh Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động. Đó là một cột mốc mang tính lịch sử, làm thay đổi kinh tế, văn hóa, xã hội và du lịch ở xứ sở Triệu Voi. Chúng tôi mua vé lên tàu cao tốc Viêng Chăn Côn Minh với mong muốn trải nghiệm tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của Đông Nam Á. Cao tốc Lào Trung có 414 km trên lãnh thổ Lào, với vận tốc bình quân tàu chở hàng là 120 km/h và tàu chở khách là 160 km/h.
Thời gian di chuyển từ nhà ga thủ đô Viên Chăn đến nhà ga Bo Ten, nơi tiếp giáp với biên giới Lào Trung, chỉ mất khoảng 4 tiếng đồng hồ. Giá vé toa hạng nhất toàn tuyến là 529.000 kíp Lào, tương đương 760.000 Việt Nam đồng. Giá vé toa hạng 2 là 333.000 kíp Lào, khoảng 480.000 Việt Nam đồng. Đường ray thẳng tắp, dài hun hút xuyên núi, xuyên qua thung lũng và những dòng sông, cánh đồng. Ngồi trên tàu, chúng tôi không khỏi thán phục công trình kỳ vĩ này. Một cuộc cách mạng mà người dân Lào đang thụ hưởng thành quả. Hướng dẫn viên du lịch người Lào chia sẻ, trước đây từ Viên Chăn đến Luang Prabang mất một ngày thì bây giờ chỉ còn 2 tiếng. Từ khi có tàu thì tôi đi tàu này thường xuyên, bằng vì là đường xa đường quốc lộ bên Lào rất là xấu hiện tại mùa mưa, nên là cái chặng đường đi lại từ quê của tôi về thủ đô dân làm việc từ Lào Bang về thì nó rất là xấu, đi lại thời gian cũng khá là nhiều, ít nhất 12 tiếng trở lên. Hiện tại thì từ khi lên tàu thì từ Lào Bang về đến Viên Chăn đi có 2 tiếng đồng hồ. Tôi cũng phải chọn đường này để rút đi cái thời gian và đến cái công việc được nhanh hơn và được đảm bảo được sức khỏe cho chính mình hơn. So sánh từ Viên Chăn đi Côn Minh, khác biệt càng rõ. Trước đây từ Viên Chăn đi Côn Minh mất 2 ngày đêm, bây giờ chỉ còn 7 tiếng. Chi phí logistics cũng giảm xuống 40-50% so với trước. Không chỉ mang ý nghĩa hợp tác Lào-Trung, chiến lược hợp tác liên quốc gia của người Lào đã lấy hạ tầng giao thông làm điểm tựa. Từ giao thông phát triển kinh tế, tuyến đường sắt cao tốc này sẽ là trung tâm kết nối với nhiều quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Việt Nam, Campuchia, Myanmar. Nhà đầu tư và chính phủ Lào hy vọng từ đột phá giao thông, nông lâm sản, thế mạnh của xứ sở Triệu Voi sẽ đến thị trường các nước thuận lợi hơn. Những năm đầu tiên, số lượng có thể đạt 300.000 container, sau đó sẽ lên tới từ 1,2 đến 1,8 triệu container mỗi năm. Đây là nơi vận chuyển hàng hóa. Hàng hóa vận chuyển từ Trung Quốc sang và xuất sang Trung Quốc. Mỗi ngày có 2 chuyến đi và 2 chuyến về. Mỗi chuyến được khoảng 30 container. Lào xuất sang Trung Quốc chủ yếu là khoáng sản, sầu riêng, cao su, ngô và sắn. Còn Lào nhập khẩu từ Trung Quốc có rau, máy móc, thiết bị và hàng tiêu dùng. Bên cạnh đường sắt cao tốc Lào-Trung, đường bộ cao tốc nối biên giới Trung Quốc với thủ đô Viên Chăn, xuyên vùng Nam Lào cũng được xây dựng hoặc có trong kế hoạch xây dựng. Người Lào cũng đang gấp rút tính toán để thực hiện dự án tuyến đường sắt Viên Chăn - Vũng Áng kết nối Lào - Việt Nam. Lào là quốc gia không có biển, cảng nước sâu Vũng Áng ở Hà Tĩnh là cảng biển gần nhất với thủ đô Viên Chăn. Nếu hợp tác thành công, đường sắt Viên Chăn - Vũng Áng sẽ kết nối trực tiếp thị trường hàng hóa của các quốc gia Lào, Thái Lan, Myanmar và Việt Nam. Từ đó tạo lợi thế rộng mở cho các doanh nghiệp Việt-Lào hợp tác phát triển các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, dịch vụ. Về các tuyến đường cao tốc, chúng tôi có đường cao tốc 13 Bắc và 13 Nam. Trong đó, đường cao tốc 13 Bắc được chia thành 4 giai đoạn và đã hoàn thành giai đoạn 1. Từ Viên Chăn đi Vang Viên dài 120 km. Giai đoạn 2 từ Vang Viên đi Luang Prabang đang được triển khai. Giai đoạn 3 là từ Luang Prabang đi Udom Say. Và giai đoạn 4 là từ Udom Say đi Bo Ten. Với tuyến cao tốc 13 Nam, chúng tôi đã xác định sẽ làm tuyến cao tốc đi Việt Nam và đi Campuchia theo tuyến đường cũ. Ngoài ra còn một tuyến cao tốc đã hoàn thành xong kế hoạch là đường cao tốc hiện tại đi Siêng Khoảng, Hủa Phăn và đến biên giới của Việt Nam. Lựa chọn giao thông làm động lực đột phá, lấy nông nghiệp làm nền tảng phát triển. Khát vọng trở thành trung tâm logistics của người Lào đang dần hiện hữu. Giờ đây, huyết mạch giao thông
không chỉ khơi thông con đường nông sản của riêng Lào, mà còn là cơ hội của các quốc gia láng giềng như Campuchia, Thái Lan và Việt Nam. Tại nhà ga Viêng Chăn, thời điểm này, các quốc gia Lào, Thái Lan và Trung Quốc đang xem xét xây dựng cầu đường sắt mới chạy song song với cầu hữu nghị Lào-Thái số 1 nhằm mục tiêu hỗ trợ vận chuyển hàng hóa xuyên biên giới. Dự kiến sau khi hoàn thành, các mặt hàng nông sản của Thái Lan như cao su, dầu cọ, sầu riêng, hoa lan và các sản phẩm gia cầm, thủy sản sẽ được xuất sang Trung Quốc bằng con đường này. Theo tính toán, thời gian vận chuyển sẽ nhanh hơn 24 giờ và chi phí vận tải sẽ giảm ít nhất từ 25% so với trước. Đây là cơ hội rất thuận lợi với nông sản Thái Lan, bởi trước đó, vào tháng 1 năm 2022, chuyến hàng 1.000 tấn gạo, 40 tấn sầu riêng và 20 tấn dừa của người Thái đã được xuất khẩu đi Trung Quốc qua tuyến đường sắt Lào-Trung. Không chỉ riêng nông sản, các dự án giao thông kết nối xuyên biên giới giữa các quốc gia Thái Lan, Lào, Trung Quốc còn giúp giao thương buôn bán, du lịch dịch vụ giữa ba quốc gia này thuận tiện. Ông Suvanh Kelsavang, một người gốc Việt, hiện đang làm chủ tịch chuỗi siêu thị bán lẻ xuyên quốc gia Zimat. Am hiểu tường tận từng thời cơ vận hội của đất nước Lào và thời cơ rất lớn cho các quốc gia trong khu vực, chia sẻ. Đây là chiến lược này là do Đảng và Nhà nước là đi đúng hướng rồi. Và nhờ cái đường sắt tốc độ cao này vào sẽ làm cho sự phát triển của đất nước Lào này sẽ một ngày một càng tăng và có lợi rất nhiều. Chúng tôi đến Viêng Chăn vào thời điểm Lào đang tổ chức sự kiện Ngày Lương thực Thế giới và Ngày Quốc tế xóa đói giảm nghèo. Bộ trưởng Bộ Nông Lâm nghiệp Lào, ông Phetphon Phifak nói: đói nghèo không phải là tội lỗi mà là một hiện tượng xã hội có thể xóa bỏ. Đất nước Lào đang mở cửa với tất cả các quốc gia để cùng nhau tiến lên vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người, cùng nhau cống hiến vì công bằng xã hội, hòa bình và thế giới của chúng ta. Năm nay, giống như các quốc gia khác, đất nước Triệu Voi tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như biến đổi khí hậu toàn cầu, thiên tai, dịch bệnh, bất ổn xã hội, chiến tranh, dịch COVID-19, giá cả hàng hóa tăng cao. Tuy nhiên, nông nghiệp Lào vẫn đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Chiến lược phát triển nông nghiệp dựa trên nền tảng đột phá giao thông. Bộ Nông Lâm Lào đặt mục tiêu mỗi năm xuất khẩu hàng hóa từ trồng trọt khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ và chăn nuôi đạt khoảng 100 triệu đô la Mỹ. Tôi nghĩ rằng Lào và hầu hết các quốc gia khác ở khu vực Mekong đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng. Thách thức lớn nhất là tác động của biến đổi khí hậu và chúng ta cần phải thích nghi với điều đó. Xây dựng khả năng thích ứng cho người nông dân, xây dựng chiến lược phát triển tập trung vào thị trường, tổ chức sản xuất theo hướng chế biến sâu, tập trung đầu tư vào công nghệ bảo quản sau thu hoạch. Tiềm năng, lợi thế nông nghiệp của Lào đang còn rất lớn. Tôi mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam đến đất nước chúng tôi đầu tư ngày càng nhiều hơn. Tiềm năng, lợi thế của nông nghiệp trên đất nước Lào hôm nay đã được khơi mở bằng đột phá giao thông. Khát vọng chiến lược trở thành trung tâm logistics của khu vực Đông Nam Á đang được hiện thực cũng bằng đột phá giao thông. Và cũng từ giao thông, đất nước Triệu Voi đang vươn mình mạnh mẽ nhờ chính sách mang tầm vóc cách mạng. Thay đổi tư duy, xây dựng chiến lược phát triển quốc gia đúng hướng, giấc mơ lớn của người Lào đang dần trở thành hiện thực.
Mỗi ngày, dòng sông Mekong vẫn mải miết chảy qua đất nước Triệu Voi, và cùng với đó là một dòng chảy từ những con đường tơ lụa thời đại mới. Dòng chảy mang theo khát vọng của hòa bình, kết nối để cùng nhau phát triển thịnh vượng và bền vững. Gió từ đất nước Lào đang thổi. Đó là ngọn gió mới, mát lành, mở ra cơ hội phát triển cho cả khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, nắm bắt được hay không còn tùy thuộc vào tầm nhìn của mỗi quốc gia.